trong một thế giới vội vã mà người ta chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng? Liệu có tồn tại một tình yêu chỉ dựa vào nhân cách và vẻ đẹp tâm hồn? Họ là ai? Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? Bằng lý trí hay con tim? Bằng vật chất hay sự chân thành? Liệu một nhân cách tốt đẹp có chiến thắng được ngoại hình xấu xí? Hãy đón xem Lựa Chọn Của Trái Tim. Đối với Ngàm, một người diễn viên thì cái ngoại hình rất là quan trọng, nên vì thế mình rất là coi trọng ngoại hình của mình. Nam chính tuần này của chúng ta là Mạnh Hùng, năm nay 32 tuổi và hiện đang là một diễn viên chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật tò mò, với một người đàn ông đã bắt đầu bước vào lứa tuổi hoàng kim của cuộc đời như Mạnh Hùng, lại còn rất chú ý đến vẻ bề ngoài, thì lịch sử tình trường của chàng này sẽ như thế nào? Tính cả mối tình học sinh là thì 4 mối tình, không ai mong muốn các mối tình tan vỡ cả. Nhưng vấn đề là khi đã hết duyên rồi thì mình cũng không nên quá nặng nề. Sau khi trải qua những mối tình đó thì mình vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn bè bình thường. Ồ, chia tay vẫn có thể làm bạn là điều không phải ai cũng có thể làm được đâu mình ơi. Khi tình cảm đã cạn, câu yêu đương chỉ là quá khứ. Con người ta thường trở nên khó tính và không còn vị tha đối với đối phương như lúc ban đầu. Thế nhưng nam chính của chúng ta lại có thể sẵn sàng bỏ qua mọi khúc mắc, rất bản lĩnh phải không nào? Vậy một người đàn ông tâm lý như mẹ mình không có một mẫu hình nhất định nào cả. Mình cảm thấy đơn giản là mình thích là thích thôi. Cái tính mà mình không thích là nói dối. Chà chà, xem ra anh chàng diễn viên của chúng ta cũng không phải là một người quá khó tính nhỉ. Và bây giờ hãy cùng nghe xem Mạnh Hùng chia sẻ thêm gì về bản thân mình nào. Mình có một số năng khiếu như là diễn xuất, võ thuật, hip hop, break dance. Nhược điểm của mình là nói nhanh. Hùng ơi, dường như bạn là một người không thích chia sẻ nhiều về bản thân mình thì phải. Xem ra ba cô gái đáng yêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất khó khăn để tìm được vào trái tim của anh chàng này đấy. Nhưng trước khi gặp họ, hãy cùng Mạnh Hùng gặp gỡ người bạn thân Hải Nam đã nhé. Ồ, đến lâu chưa? Mới tới. Cái này là gặp gỡ ba bạn già chứ gặp ba cô gái gì. Thấy mặt mũi già quá. Tôi nhìn tôi cũng hết hồn. Lúc đầu mình gặp Hùng thì Hùng khá là lạnh lùng. Nhưng mà sau chơi một thời gian em thấy Hùng rất là vui tính. Nhược điểm của Hùng là khó bắt chuyện, nói nhiều, lâu lâu hơi điên điên khùng khùng một tí. Thân thiết tôi mới thế thôi. Theo mình nghĩ người phù hợp với Hùng là cũng phải cao 1m6 trở lên. Cũng hơi dễ thương tí, dễ gần, phải hiểu được Hùng. Hôm nay tới đây tôi cũng chúc ông là tìm được một người ưng ý. Ok, cảm ơn. Hoài Nam ơi, chúng tôi cũng hy vọng Mạnh Hùng sẽ tìm được ý chung nhân hoàn hảo của cuộc đời mình sau ngày hôm nay. Và ứng cử viên đầu tiên sẽ là... Mình trải qua 4 mối tình. Mối tình thứ hai là mình đã có con với anh ấy. Trong một đêm, bạn của mình điện thoại là mình tới rước ảnh về đi, ảnh say quá. Cho nên mình chạy tới nhà bạn thì mình thấy là hai người ôm nhau. Lúc đó là mình hụt hẫng và mình tự đi về một mình. Đến bây giờ anh ấy cũng vẫn chưa biết là anh ấy có con. Ẩn sâu sau lớp mặt nạ cá tính kia là một tâm hồn chất chứa những tổn thương sâu sắc trong quá khứ. Đây là một cô nàng DJ có tên là Kim Anh và là mẹ đơn thân của một bé gái 4 tuổi rất đáng yêu. Tuy rằng cô gái này mới chỉ 24 tuổi đầu, nhưng có vẻ như việc trải qua đủ những cay đắng nghiệt ngã trong cuộc đời đã hôn đúc lên một Kim Anh mạnh mẽ, nghị lực và trưởng thành ở hiện tại. Cô gái này quyết định nuôi nấng đứa con gái bé bỏng một mình nhưng lại giấu cha đứa bé sự thật. Lý do vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ là anh ấy không xứng đáng để làm ba của đứa bé. Hai mẹ con của mình không có người ấy vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ. Sau này con của mình lớn lên thì tự mình biết cách để nói chuyện cho con mình thấu hiểu. Đúng là phận gái như lục bình trôi, chẳng biết đâu là bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và sau tất cả những tổn thương ấy, Kim Anh sẽ cần cho mình một người đàn ông như thế nào? Mình rất cần một người đàn ông mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ mình. Lúc mình buồn thì anh ấy luôn lắng nghe và thấu hiểu. Chung quy lại, điều Kim Anh cần cũng chỉ đơn giản là một chỗ dựa vững chắc cho mình và con gái mà thôi. Liệu ngày hôm nay, điều ước đơn giản của cô gái này có thành sự thật được không nhỉ? Tất cả còn ở phía trước và bây giờ chúng ta hãy cùng xem bà mẹ đơn thân này tự đánh giá như thế nào về mình nhé. Ưu điểm của mình thì hay cười, vui tươi, mạnh mẽ. Nhược điểm của mình thì hay ngủ nướng, hay giận hờn vô cớ. Ngoại hình của mình thì mình chấm cũng được 9 trên 10. Mình chắc chắn một điều là chẳng ai tốt bằng mình. Ghê vậy? Ê, cái thằng đi. Nay thấy là đẹp không? Tất nhiên là không rồi.
Kim Anh là một người sống hết mình với bạn bè, là một cô gái khá mạnh mẽ nhưng mà hay chịu đựng một mình. Nhược điểm của Kim Anh là hay nổi nóng, hay đập đồ với lại chửi bới người khác. Kim Anh hay yêu hết mình quá rồi hay khổ. Mình cũng khá khâm phục Kim Anh ở chỗ là một mình nuôi một đứa con thì thấy cũng hơi cực. Mình nghĩ Kim Anh nếu mà tìm được một chàng trai phù hợp thì người đó phải mạnh mẽ, thương yêu con Kim Anh thì hai người mới lâu dài được. Hôm nay tôi chúc bà sẽ tìm được ý chung nhân theo mong muốn của mình. Cảm ơn ông nha. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, một cô nàng ảnh hưởng như Kim Anh rất xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, hay không nào? Đặc biệt Kim Anh, chúng ta sẽ cùng nhau gặp ứng cử viên thứ hai ngay bây giờ. Ưu điểm của mình là thân thiện, nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người. Đôi lúc với sự nhiệt tình và thân thiện của mình quá thì làm cho người đối diện cảm giác hoài nghi. Mình có một thói quen xấu đó là bừa bộn. Ấn tượng nhất đối với mình có lẽ là mối tình đầu. Bọn mình bắt đầu yêu nhau rồi đi học cùng nhau trải qua những khó khăn. Lý do chia tay của mình là hai đứa không còn đủ tin tưởng nhau vào tương lai. Đối phương đã tìm được một đối tượng phù hợp hơn. Tình đầu luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ, ấn tượng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Mặc dù cái kết của đoạn đường này không trọn vẹn, thế nhưng những ký ức ấy vẫn khiến cho cô gái này nhớ mãi không quên. Và sau tất cả, liệu ở thời điểm hiện tại, Thanh Vy sẽ mong muốn gặp một người đàn ông như thế nào? Mình mong muốn có một người bạn trai cao hơn mình một tí, dáng người vừa phải, khuôn mặt dễ nhìn, nhân hậu, tâm lý, đừng nói nhiều quá. Ở mọi thời khắc thì người ấy luôn bên cạnh mình và luôn lắng nghe mình chia sẻ. Mình ghét nhất đó là sự gia trưởng và quá độc tài. Chà, cô nàng này đề ra tương đối nhiều yêu cầu về người bạn đời của mình đấy chứ nhỉ? Chúc cho Thanh Vy sẽ tìm thấy những gì mình muốn ở mạnh hùng nhé. Và cô bạn thân Hồng Nhung đã đến để ủng hộ. Thế hơn. Nghe mọi người chơi ép á, bây giờ chị phải đi lên tìm người yêu đây. Mình thấy chị Vy rất là dễ gần, thân thiện, hòa đồng và là một người sống rất là tình cảm. Nhược điểm của chị Vy là nói nhiều, đôi khi nói hơi xàm. Trong chuyện tình cảm, chị Vy yêu chân thành, yêu hết mình, yêu điên cuồng, yêu bất chấp. Chị đâu có nói như vậy đâu em. Người mà mình nghĩ phù hợp với chị Vy là cao to, đẹp trai, che chở được cho chị Vy. Tâm lý ít nói thôi, tại bạn nói nhiều rồi. Hôm nay em đến đây, em chúc chị Vy sẽ tìm được một nửa như ý nha. Cảm ơn em. Và ứng cử viên cuối cùng sẽ là... Cách đây một năm, ba mình vừa mất. Giai đoạn đó mình đã từng nghĩ là mình sẽ nghỉ học. Ngày nào mình cũng chỉ ở nhà, mình không có đi đâu hết á. Và suốt ngày cứ khóc sưng mắt lên thôi. Nhưng mà mình nhớ lại cái lời nói mà ba mình nhắc mình đó. Ba nói là phải ráng học để cho mẹ vui. Cho nên là mình quyết tâm đi học lại. Đây là Huỳnh Như, 23 tuổi, sinh viên năm cuối của Đại học Công nghệ TP.HCM. Ở tuổi 22, cô gái bé nhỏ này đã phải vượt qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Liệu Huỳnh Như sẽ là một cô gái như thế nào? Ưu điểm của mình là hay cười, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhược điểm của mình là dễ bị tổn thương bởi những cái tác động bên ngoài hoặc là lời nói của người khác. Chà, có vẻ Huỳnh Như là người sở hữu một trái tim mỏng manh sẽ vỡ thì phải. Thật tò mò, với một cô nàng có chút yếu đuối như thế này, thì lịch sử của trường Huỳnh Như sẽ như thế nào nhỉ? Mình đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai là mối tình ấn tượng với mình nhất. Mình là người miền Nam, còn gia đình anh ấy là người miền Bắc. Gia đình của anh ấy thì không thích cho quen những người ở trong Nam. Không ai nói lời chia tay cả, mà tự hiểu và im lặng. Cho đến một ngày mình không chịu nổi nữa thì mình hỏi anh ấy và câu trả lời mình nhận được đó là lời chia tay. Theo mình nghĩ thì nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách và không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. Một khi đã hết yêu và mình không phải là sự lựa chọn của anh ấy thì mình chấp nhận. Rất tiếc, khoảng cách địa lý trong tình yêu vẫn luôn là một hố đen, không phải ai cũng dám vượt qua, nhất là khi gặp trở ngại từ phía gia đình. Cái hình mẫu nào cả, chỉ là một người bạn trai biết lo nghĩ, có công ăn việc làm ổn định và đối xử tốt với mình. Về ngoại hình thì khoảng cao hơn mình, tính cách mà mình không thích chính là nói dối. Ồ, vậy là nam chính ngày hôm nay sẽ rất phù hợp với các tiêu chí của bạn đấy Như ạ. Kết quả còn lại phụ thuộc vào chính bạn thôi Như ơi. Nhưng khoan đã, trước khi gặp Mạnh Hùng, Quỳnh Như phải gặp cô bạn Kim Ngân. Ủa, của mình Như hả? Trời, làm gì vậy? Trời, bình thường trang điểm lộng lẫy lắm mà sau này vậy rồi sao đi hẹn hò được.
Như là một người rất là hay cười, khá là nhạy cảm, cũng rất là thẳng thắn. Niệm của Như chắc là dây thun giờ đi chơi lúc nào mình phải đợi, có lần là cho mình đợi cả tiếng đồng hồ. Mình nghĩ cái người phù hợp với Như là phải chiều Như một chút, dắt đi uống trà sữa, trân trọng Như. Mặc dù Như hay cười nhưng mà thực chất Như cũng rất là thiệt thòi. Hiện tại thì Như ở với mẹ, qua chương trình này cũng hy vọng là Như sẽ tìm được một người để có thể quan tâm và chăm sóc cho Như. Cảm ơn chị. Ba cô gái, ba tâm hồn, ba tính cách hoàn toàn khác biệt. Họ đã trải qua nhiều giờ đồng hồ để hóa trang. Giờ đây, tất cả những gì mà họ có không phải là khuôn mặt thường ngày cùng với những biểu cảm chân thật, mà chỉ còn lại giọng nói, cách hành xử và sự chân thành. Ai sẽ là người chiếm được trái tim của nam chính chúng ta? Ai sẽ là người phải lột mặt nạ ra về trong tiếc nuối? Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của trái tim. Không gian của buổi hẹn đầu tiên là một quán cà phê rất lãng mạn. Nhìn kìa, Mạnh Hùng và Kim Anh đã cùng nhau xuất hiện rồi. Họ lại còn cùng nắm tay nhau qua đường nữa chứ. Dấu hiệu của một khởi đầu tốt đẹp là đây chứ đâu. Khi mà mình nắm tay anh Hùng đi qua thì mình cảm thấy là một cái bàn tay y như là che chở cho mình vậy á. Lần đầu tiên gặp anh cho nên em có muốn gọi tặng anh. Sao biết là anh thích màu đen? Tại vì em cũng thích màu đen. Kim Anh là một cô gái khá là chu đáo. Kim Anh đã tặng mình một chiếc áo sơ mi màu đen mà mình rất là thích. Lần đầu tiên gặp gỡ cho nên mình cũng muốn tạo cho anh ấy niềm vui. Em tên là gì? Dạ em tên Kim Anh. Anh Hùng nhé. Dạ. Anh là diễn viên. Nghề diễn viên thì rất là đào hoa, rất là nhiều cô gái theo đuổi. Trong em có nhiều sự lo lắng. Em thì làm DJ với lại diễn viên tự do. Mình cũng là người làm nghệ thuật, vì thế mình cảm thấy có sự tương đồng giữa mình và Kim Anh. Anh thấy cái nghề DJ ấy, hay làm ở môi trường ba club ấy, phức tạp. Ok, em có kiểu rào cản với kiểu bố mẹ hay là người dân tôi không? Ba em nói một câu á, là con thích là được, ba không quan tâm là người ngoài nói như thế nào. Sao là con vui, là ba vui. Khi bạn ấy được sống với đam mê và được làm những cái mà bạn ấy thích mà lại được gia đình ủng hộ thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh năm nay hơn 30 rồi, già rồi nhỉ. Em thì sinh năm 95. Ôi, trẻ quá. 95 là tuổi hợi đúng không? Dạ. Anh là tuổi con mèo, anh 87. Chà chà, Mạnh Hùng hơn Kim Anh khá nhiều tuổi đó. Liệu cô gái này có ngại khi quen một anh chàng hơi dừ so với mình không nhỉ? Anh Hùng lớn hơn mình 8 tuổi, đã rất là trưởng thành cho nên mình rất là thích. Tuổi 95 cũng là mệnh hỏa giống như là tuổi Đinh Mão. Ui, nếu mà lửa mà gặp lửa, lửa ngơ cháy hỏa đấy. Anh thấy em có một hình xăm trên người đúng không? Dạ. Em có xăm ở đâu nữa? Trong cơ thể em hình như 5. Ui, 5 hình xăm á? Em xăm nhiều thế? Em thích là em phải làm. Mình thích điều đó và mình cũng như thế. Em xăm ở sườn đấy là em giỏi lắm á, tại vì xăm ở sườn này là sườn đau lắm luôn đấy. Tại vì là mỗi lần mà em buồn hay gì đó, em chọn những cái chỗ đau nhất. Wow. Nó sẽ làm cho mình in dấu lại. Ngày xưa thì có thể mọi người nghĩ rằng là xăm chỗ này á, nhưng mà thực ra bây giờ anh thấy nó cũng chả khác gì nghệ thuật cả. Anh cũng có xăm mà. Trên người của Hùng 1, 2, 3, 4 hình. Đơn giản là mình yêu thích, mình cảm thấy nó có ý nghĩa với mình thì mình xăm thôi. Em rất là thích người đàn ông mà hòa đồng, không có thích kiểu dạng như gia trưởng. Mọi người bảo có ra Hà Nội kiểu gia trưởng ấy, thế thì em có sợ không? Hình như là em quen ba người đều gia trưởng. Ôi thế á? Nó kiểu như trò đùa của số phận ấy, tại vì các cụ có câu ấy, kết quả nào trời giao của đấy. Nói chung là có duyên thì đến thôi. Anh thích câu đó, cái mà người ta hay gọi là định mệnh ấy. Thì có muốn tránh cũng không được á. Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Mạnh Hùng và Kim Anh đã có rất nhiều điểm chung với nhau rồi đấy. Thật tiếc, thời gian dành cho Kim Anh đã hết rồi. Không biết hai con người này sẽ có cảm nhận về nhau như thế nào nhỉ? Anh Hùng dễ gần, dễ mến mà nói chuyện rất là vui. Mình cảm thấy anh Hùng cũng không thích mình cho lắm. Mình hy vọng cảm nhận của mình là sai và anh Hùng sẽ chọn mình. Kim Anh bề ngoài là một cô gái rất là cá tính, trưởng thành, có ý chí, có nghị lực, khá là độc lập, giàu tình cảm. Tạm thời thì mình chưa nhìn thấy điểm gì mà mình không thích cả. Xem ra Mạnh Hùng khá là ưu ý cô DJ mạnh mẽ, cá tính của chúng ta đấy chứ. Đừng vội Hùng ơi, ở phía sau bạn vẫn còn hai cô nàng bí ẩn chưa gặp nữa cơ mà. Ô kìa, Thành Vy đã đến rồi. Chào em. Ngồi đây.
anh tên là... Anh tên là Hùng. Em tên là Vinh. Em chào anh đó. Dạ. Cả anh đang làm công tác này. Anh là diễn viên. Mình biết anh ấy làm diễn viên thì có một phần mình cũng hơi lo lắng. Như suy nghĩ của mình thì nó có nhiều cái nó đánh dỗ và hờ nhãn. Để mà đi đến một tình yêu như vậy thì nó sẽ trải qua rất là nhiều khó khăn. Công việc của em là gì? Công việc của em là nhân viên tư vấn. Em làm việc tại Biên Hòa. Hồi nãy em có để ngoài xe món quà tặng anh. Để giờ em chạy ra em lấy cho anh. Ok. Em tặng cuốn sách Em Là Người. Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu kéo dài 7 năm. Wow, trải qua mối tình 7 năm mà khi mà tan vỡ thì anh nghĩ là quá thời gian khá là khó khăn với em đúng không? Khi mà gặp những vấn đề như vậy á, em không có lý trí đâu. Mình đau khổ vật vã sao mà mình tìm đến những cuộc vui. Rồi em cũng không có yến cố là em bị bệnh cần như là thập tử nhất sinh vậy. Em phải tạm nghỉ 1 tháng về nhà để tịnh dưỡng. Và cũng nhờ cuốn sách này nè. Thì em cảm thấy là mọi chuyện nó sẽ không còn vấn đề nữa. Và em là vẫn phải tin một cái gì đó nó tốt đẹp hơn ở tương lai. Cái biến cố mà Vi đã trải qua thì nó là một điều đáng tiếc. Mình nghĩ đây cũng là một cái niềm tin mà đã giúp Vi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Và mình rất là trân trọng món quà này. Theo em về nền tảng gia đình đó, khi mà vào hôn nhân á thì anh quan trọng là mình phải kiếm nhiều tiền hay là mình quan trọng là phải làm cho người cô gái đó hạnh phúc. Cái việc mà đảm bảo kinh tế là việc cũng khá là quan trọng. Nhưng mà anh vẫn hướng đến cái sự chân thành của bản thân mỗi người đó. Khi mà mọi người chân thành với nhau thì con người ta dễ cảm thông với nhau, để chia rồi cùng nhau vượt qua khó khăn. Đôi lúc tự nhiên em lại lo sợ là có khi nào người ta mãi mê kiếm tiền hay là những cái gì đó thì cái gia đình đó người ta sẽ bỏ qua một bên. Đối với em tiền không thiết phải quá nhiều, nó chỉ cần vừa đủ. Quan trọng là ở mỗi người khác, mỗi khó khăn mà hai vợ chồng ở bên cạnh chia sẻ, động viên và cùng nuôi dạy con cái. Ai cũng mong muốn những cái điều đó, nhưng thực ra đôi khi cuộc sống nó lại không như mình mong muốn. Hạnh phúc không thể nào mà thiếu được kinh tế. Tại vì thực ra khi mà mình có kinh tế thì mình mới có thể trang trải và có thể chăm sóc cho gia đình của mình. Ở quan điểm của mình đó, kinh tế nó không cần thiết phải quá vững chắc, nó chỉ cần là vừa đủ. Cái điều quan trọng vẫn là hạnh phúc gia đình. Hai vợ chồng cùng cố gắng thì sẽ tốt hơn từ một người. Cái vừa đủ nó lại có giới hạn riêng của mỗi người. Nếu mà mình không có tiền thì mình cũng không làm được nhiều việc. Trời ơi, chỉ là một chút quan điểm hơi khác nhau mà thôi. Hai bạn hãy cùng nhau tĩnh tâm lại để trò chuyện nhiều hơn đi nào. Em thì chắc là rất là thích nấu ăn. Cái mối của em là trong tương lai mình sẽ mở một cái tiệm và do chính mình làm chủ. Tại vì gia đình em nó không được suôn sẻ. Ba mẹ em thì ly dị. Em sống với mẹ từ nhỏ cho nên cái bữa cơm gia đình nó cũng hiếm lắm. Tan vỡ gia đình là cái việc mà không ai mong muốn cả. Mình có một sự đồng cảm đối với Vi. Sau này nếu mà thực sự có đại gia để mà quay cái hôn nhân á, em thích gia đình thì đại gia là có ba mẹ đầy đủ và có ông bà ngoại, ông bà nội. Tại vì em thích nói chuyện với người già. Tại vì cảm giác là vui. Lắng nghe người già chia sẻ tâm sự thì cái việc đó là phải có tâm đã. Và mình phải rất là kiên trì và dành thời gian. Cái sở thích đó khá là đặc biệt và mình ủng hộ cái sở thích đó của Vi. Ồ, xem ra cô nàng chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng ta rất khéo léo khi biết cách lấy lòng Mạnh Hùng đấy chứ. Thế nhưng thời gian của Vi cũng đã hết. Và Mạnh Hùng sẽ có nhận xét gì về cô nàng này đây? Vi là một cô gái nhanh nhạy và thông minh, có định hướng, có tính tự lập, là một người hướng nội, người phụ nữ của gia đình. Mình thích ta nói, chắc có lẽ là chất giọng nói và sự nói chuyện nhẹ nhàng. Khi còn lần tiên gặp nhau thì mình chưa thấy điều gì là không thích cả. Một cô nàng nhanh nhạy, thông minh và hướng nội như Thanh Vi, liệu có đủ để làm cho trái tim Mạnh Hùng rung động? Câu trả lời sẽ có sau buổi hẹn hò cuối cùng của anh chàng với Huỳnh Như. Bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Ô, chào em. Chào. Mời em ngồi. Anh đến đây lâu chưa? Anh cũng đến được một lúc rồi. Dạ. Em tên là gì nhỉ? Em là Huỳnh Như. Dạ, anh tên là Hùng. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang học bên trường Hotech ạ. À, vẫn là sinh viên hả? Dạ vâng. Thế thì trẻ lắm nha. Dạ. Em có vẻ kiểu hơi nhút nhát một xíu đúng không? Dạ, hơi ngại. Hơi ngại hả? Dạ vâng ạ. Thường thì là ở ngoài hầu như là không có ai nói là mình nhút nhát cả. Nhưng mà chắc có lẽ là đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm điều này. Cho nên mình cảm thấy hơi e ngại. Em là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 96. Ui, 96 à? Anh sinh năm 87. Là tuổi mèo ạ. Đúng rồi. Hình như gặp mình cảm giác kiểu như sợ hay sao, hay là cũng có thể do tuổi mà kiểu như kiểu bị ăn gì ấy. Mọi người thường nghĩ là hai cái tuổi khác với nhau thì sẽ không hợp với nhau, nhưng mà mình nghĩ đó là một điều đó vô cùng thú vị. Mình coi trong phim Tom và Jerry có một tập là con chuột nó bỏ đi thì con mèo nó rất là buồn. Ngoài đời thực, con mèo và con chuột liệu có thể yêu nhau say đắm hay không?
Câu trả lời sẽ có ở cuối chương trình. Trước hết, bạn chuột Huỳnh Như phải phá bỏ sự nhút nhát của mình thì mới mong chiếm được trái tim của chàng mèo Mạnh Hùng chứ nhỉ? Em đã yêu nhiều chưa? Dạ, em có 2 mối tình. Mối tình lâu nhất là bao lâu? Dạ, lâu nhất của em là khoảng 2 năm mấy 3 năm. À, cũng khá lâu luôn. Cái đó là thời đi học. À, thời học sinh hả? Dạ. Mối tình thứ hai là cũng gần đây ạ? Dạ, mới chia tay hồi tháng 3 năm ngoái. Cái anh đó là cũng là người miền Bắc, anh đó ở Hải Phòng. Thế là cũng có duyên với cả người Bắc ấy đúng không? Có duyên nhưng mà không có nợ. Ờ thì cái đó thì cứ có duyên là được rồi. Nhưng mà đến khi mà quen và tìm hiểu rồi đó, để muốn tiến tới xa hơn, anh nói chắc em về nhà ra mắt đó, ba mẹ anh đó, mẹ không thích gái miền Nam. À, em cảm thấy sao? Em thấy buồn tại vì bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn cái quan niệm đó, với lại ở đâu cũng vậy, có người này người kia. Đúng rồi. Mấy anh ấy không đồng ý gái là anh ấy cũng thôi luôn à? Cũng một thời gian anh ấy im lặng, anh ấy không nói gì hết. Nhưng mà đến khi mà em hỏi á, thì anh ấy nói là xin lỗi, để tiếp tục được. À, mỗi người có một quan niệm khác nhau. Nếu là mình thì cái vấn đề về rào cản gia đình thì cái đó mình nghĩ là mình có thể vượt qua được. Xét về vẻ bề ngoài thì mình đánh giá anh ấy 8 điểm. Mình không có điểm nào mà không thích ở anh ấy cả. Hiện tại thì mình đang rất là tò mò, không biết anh ấy sẽ là người như thế nào. Mình thấy như bị nhút nhát, hai người cũng ít có những cái chia sẻ để có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Với cái vẻ ngoài và cái cách nói chuyện nó hơi nhút nhát thế thì mình cũng biết đó, sau cái mặt nạ nó thì khuôn mặt của cô bé sẽ như thế nào. Sexy and I know it. Vậy là cả 3 buổi hẹn hò đã kết thúc. Đây sẽ là lúc chàng diễn viên Mạnh Hùng phải rất bình tĩnh mới có thể hiểu được trái tim anh thật sự muốn gì. Thanh Vi, Kim Anh, Huỳnh Như. Ai sẽ là người khiến cho Mạnh Hùng chưa thể tin tưởng sau buổi đầu gặp mặt? Ai sẽ là người phải lột bỏ mặt nạ ra về trong tiếc nuối? Kết quả sẽ có ngay sau đây. Xin chào cả ba em. Đầu tiên là anh muốn cảm ơn ba em đã dành thời gian để chúng ta có một buổi hẹn hò với nhau và chúng ta có những cái chia sẻ rất là chân thành với nhau. Trước khi đưa ra quyết định thì anh có một vài lời chia sẻ đối với cả ba em. Đầu tiên là Kim Anh. Em là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và hơn hết là em cũng là một người theo nghệ thuật, dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình và anh đánh giá cao điều đó. Tiếp đến là Vi. Anh thấy em là một người khá là nhẹ nhàng, là một cô gái thích nấu ăn và em có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sách. Anh cảm thấy rất vui và trân trọng món quà đó. Tiếp đến là Như, em là một cô gái rất là thật thà, khá là nhút nhát. Anh hy vọng là sau này nếu có cơ hội thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Quyết định của anh, người phải ra về là... Liệu Mạnh Hùng sẽ gọi tên anh? Một bà mẹ đơn thân Kim Anh mới chỉ 24 tuổi, hiện là một công việc tương đối nhạy cảm là DJ, rất cá tính, mạnh mẽ khi sở hữu tận 5 hình xăm ở trên người, rất tinh tế khi tặng cho anh một chiếc áo sơ mi đen ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người lại khiến cho Mạnh Hùng có chút băn khoăn. Tuổi 95 cũng là mệnh hỏa giống với cả tuổi Đinh Mão. Ui, nếu mà lửa mà gặp lửa, lửa ngơ cháy nhà đấy. Một cô nhân viên chăm sóc khách hàng 28 tuổi, Thanh Vi, thông minh, nhanh nhạy, tặng anh một cuốn sách nói về chính biến cố tình cảm mà cô từng trải qua. Có một gia đình không hạnh phúc và rất có tâm khi thích nói chuyện với người già. Nhưng lại có một quan điểm về hạnh phúc gia đình hơi trái ngược với Mạnh Hùng. Kinh tế nó không cần thiết phải quá vững chắc, nó chỉ cần là vừa đủ. Cái vừa đủ nó lại có giới hạn riêng của mỗi người. Nếu mà mình không có tiền thì mình cũng không làm được nhiều việc. Hay một cô sinh viên công nghệ Huỳnh Như với tuổi đời còn rất trẻ đã từng gặp phải sự ngăn cấm của gia đình bạn trai do khoảng cách địa lý xa xôi, vừa mới trải qua sự mất mát khi cha qua đời. Rất ngây thơ, hồn nhiên, nhưng sự trải nghiệm về cuộc sống không nhiều và quá nhút nhát khi gặp gỡ. Em có vẻ hơi nhút nhát một xíu đúng không? Dạ. Thời khắc quyết định đã đến. Người phải ra về là... Như. Vậy là sự rụt rè, nhút nhát của Huỳnh Như đã trở thành rào cản trên con đường chinh phục trái tim Mạnh Hùng. Đừng buồn Huỳnh Như nhé, vì bạn còn rất trẻ, hạnh phúc của bạn vẫn đang ở đâu đó, chỉ là chưa đến lúc gặp bạn mà thôi. Anh có thể cho em biết lý do vì sao anh loại em không? Em quá kiệm lời, chúng ta ngồi với nhau và không biết phải nói với nhau cái điều gì ấy, làm anh cảm thấy khá là lúng túng. Anh hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta có thể là những người bạn. Dạ. Thật tiếc nuối khi nàng chuột cuối cùng cũng không thể chiếm được trái tim chàng mèo. Và liệu Huỳnh Như cảm thấy như thế nào khi phải nói lời chia tay với Mạnh Hùng quá sớm? Cảm giác của mình lúc này thì hơi buồn một chút. Mình không nghĩ đây là một sự thất bại, tại vì ai cũng có một lựa chọn riêng của mình và mình tin là sẽ tìm được người phù hợp với mình. Và bây giờ
chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của Huỳnh Như. Chà, đúng là một cô bé đáng yêu với vẻ đẹp trong trẻo hồn nhiên như búp bê. Không biết với một nhan sắc trời cho như thế này, Mạnh Hùng sẽ cảm thấy như thế nào khi đã lỡ loại Huỳnh Như nhỉ? Chào em. Đúng như cảm nhận của anh, em rất là dễ thương, như búp bê ấy. Với ngoại hình này thì anh nghĩ là sẽ không khó để em có thể chọn được một người bạn trai. Khuôn mặt này khá phù hợp với cả tính cách của Như, nhẹ nhàng và hơi có gì đó e ấp, nhút nhát một xíu. Thực ra khi đã quyết định rồi thì có tiếc cũng đâu làm gì đâu. Nhưng mình nghĩ là Như thì sẽ phù hợp với một người đàn ông mà có thể có nhiều thời gian chăm sóc cho Như hơn. Mình có lời muốn nhắn nhủ đến hai bạn cùng chơi là chúc hai bạn may mắn và tìm được một người phù hợp. Sau chương trình này thì mình nghĩ là mình sẽ tự tin hơn. Vậy là chỉ còn lại hai cô nàng, Kim Anh và Thanh Vi. Cuối cùng, ai sẽ là người chiếm trọn được trái tim Mạnh Hùng và nắm tay anh bước tiếp trên con đường dài phía trước? Hãy đến với vòng hẹn hò thứ hai ngay bây giờ. Ồ, hình như đây là nơi Kim Anh làm việc thì phải. Khi được sống với đam mê, bà mẹ đơn thân của chúng ta trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mình chưa bao giờ dắt bạn trai mình tới chỗ làm việc của mình cả. Hồi trước chính vì mình không dắt bạn trai tới chỗ mình làm thì có xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bây giờ mình suy nghĩ là mình phải dắt người mà mình muốn tiến đến xem thử người ta có chấp nhận mình hay không nữa. Cảm giác ban đầu thì mình cũng khá là bất ngờ, thì mình không nghĩ là Kim Anh sẽ hẹn gặp mình ở quán bar. Chào anh đến đây là chưa? Anh đến đây có được một lát rồi. Em mệt không? Em cũng bình thường. Có vẻ ở cái môi trường này á khá là phức tạp đúng không? Em đã bao giờ bị gạ gẫm chưa? Em có nhiều khách thì xin số điện thoại em cũng cho công việc mà. Còn từ chối người ta thì mình phải khéo léo. Đúng rồi. Có bao giờ em bị khách mời rượu rồi ép uống rượu không? Thì em nói là em không biết uống. Thật ra thì làm cho môi trường ba của húng xấu, ăn thua là do mình thôi. Nếu mà mình muốn ăn chơi thì mình bị lạc hướng. Nếu mà mình không muốn thì không ai mà ép mình cả. Anh hay đi bar không? Anh ít lắm. Anh ấy nói là anh ấy không thích đi bar. Theo mình nghĩ thì anh ấy cũng không có thích môi trường như vậy. Dòng nhạc chúng em hay chơi là gì? Vina House. Vina House à? Nhưng Vina House thì mình cũng không ghét, nhưng mà ít nghe. Sống bản thân cùng đứa con gái đáng yêu đang ở nhà. Dù bỏ đi tất cả sự hào nhoáng xô bồ ấy, Kim Anh cũng vẫn chỉ là một cô gái 24 tuổi đầu, sở hữu một trái tim chất chứa đủ những đau đớn của cuộc đời. Liệu anh chàng tóc bạc đang chăm chú ngắm nhìn cô kia có thấu hiểu được tâm hồn cô? Công việc của Kim Anh đã kết thúc, họ cùng nhau tìm kiếm một nơi yên tĩnh hơn để cùng chia sẻ với nhau nhiều điều hơn nữa. Anh có gia trưởng không? Về sau thì anh cũng không biết, nhưng mà ở thời điểm này thì anh nghĩ là anh không phải là người có gia trưởng. Ở nhà em á, em có đứa con rồi. Vậy là cuối cùng, Kim Anh cũng đã hạ quyết tâm để chia sẻ với Mạnh Hùng điều bí mật mà cô chưa thể nói.
liệu chàng diễn viên của chúng ta sẽ cảm thấy thế nào với sự thật này? Đầu tiên thì mình cũng hơi bàng hoàng, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy có sự cảm thông nhất định. Khi mình quyết định nói bí mật của mình thì có vẻ là anh Hùng rất ngập ngừng và lo ngại á. Mình nghĩ là sau này anh ấy sẽ không bao giờ thương con mình. Ôi, thế ngoài ra em có con từ năm bao nhiêu tuổi? Con em được 4 tuổi rồi đó. Ôi, nhưng mà tại sao có con sớm thế? Mình cảm thấy là anh ấy còn cổ hủ về vấn đề phụ nữ có con khi chưa có chồng. Quyết định có con là có sự chuẩn bị trước không hay là... Tại vì mình cũng cảm nhận được là thương người đó cho nên mình muốn có. Nhưng mà lúc mà tới thời điểm mà mình muốn nói cho người đó thì tình cờ người bạn thân á điện thoại mình lại. Xong rồi mình thấy. Nhưng mà thấy cái gì? Là ngoại tình hả? Dạ đúng rồi. Ờ, nhưng mà bạn thân cố tình. Dạ đúng rồi. Cố tình báo cho em và qua đó để nhìn thấy cảnh đó. Kêu là chồng mày xỉn rồi, qua chở với chồng mày về. À, để cửa cho em vào không cho cố tình nhìn thấy. Tại vì anh đó cũng lăng nhăng nhiều lắm. Biết là lăng nhăng rồi thế mà vẫn muốn có con. Tại vì mình cảm nhận là mình yêu người đó mà. À. Cho nên là cho dù người đó có như thế nào mình cũng chấp nhận. Mình hiểu, tại vì khi mà đã yêu rồi thì họ có thể làm tất cả của người mình yêu. Đôi khi mình thấy cũng hơi mù quáng, tại vì hơi đáng tiếc cho cái này. Tới tận bây giờ người cha đó không có biết là em có con. Ồ, em không nói cho người ta luôn. Gia đình em có biết không? Biết chứ. Ba mẹ em thì rất quan tâm con cái, cũng an ủi. Chứ không có phải là la mắng phải đánh đập, coi như là trời cho. Đúng rồi. Cho nên em hỏi anh, nếu mà anh chọn em á, anh có chấp nhận con em được không? Anh nghĩ là cái đó thì cũng phải suy nghĩ thêm nữa. Mình nghĩ là khi mà đáng nhận được một sự tôn trọng, không hẹn hò với nhau thì cũng có thể làm bạn. Xem ra việc xuất hiện một cô con gái không phải là điều mà Mạnh Hùng có thể dễ dàng chấp nhận nhỉ. Anh còn suy nghĩ đến việc có thể sẽ trở thành bạn bè rồi kìa. Mạnh Hùng ơi, hãy dùng hết sự bao dung của mình để mở lòng cho cô nàng DJ của chúng ta một cơ hội nữa đi nào. Có bao giờ em cảm thấy kiểu suy sụp không? Có, nhiều lúc cũng suy nghĩ, mình thức dậy á, là mình nhìn vào nó hoài luôn. Mà nó y như là người đó vậy. Mới sinh ra thì mình cảm thấy mình ghét con mình. Thật, tự mình cảm thấy nhục nhã. Nhưng mà dần lại có tình cảm. Anh hiểu điều đó. Anh hy vọng rằng là em và con em sau này sẽ gặp được nhiều điều tốt. À, hôm nay anh xin phép được đưa em về được không? Về được. Một vòng tay rất ấm, mình cảm thấy sự thương hại. Chứ không phải là anh ấy chọn mình hay là thích mình cả. Tới thời điểm này thì chọn mình cũng được mà không chọn cũng được. Tại vì con mình quan trọng hơn. Nhưng anh là một người cá tính mạnh, có bản lĩnh. Câu chuyện của Kim Anh dường như đã để lại trong lòng Mạnh Hùng nhiều đắn đo suy nghĩ. Nhưng từ từ đã, Hùng ơi, vẫn còn một buổi hẹn hò nữa rồi mới đến lúc bạn đưa ra quyết định cơ mà. Đây là nơi làm việc của Thanh Vi. Nhìn cách cô ấy tập trung tư vấn cho khách kia, họ rất chuyên nghiệp phải không nào? Cái việc là ở khu vực đó, khu vực nào thì anh có thể định vị bằng điện thoại của anh biết được vị trí. Anh để em thấy lấy sản phẩm phòng trang nhé. Ờ, xin chào anh. Mạnh Hùng đã xuất hiện rồi. Anh ơi, em đang có một khách đang nói chuyện, để đợi em một tí nhé. Okay. Em ra. Mình muốn giới thiệu cái nơi làm việc của mình cho anh Hùng, tại vì mình cũng muốn anh biết sơ về cái công việc của mình và thời gian làm việc của mình nó như thế nào. Xem ra đợi chờ Thanh Vi là việc không dễ dàng với Mạnh Hùng nhỉ. Anh chàng đã được một giấc ngon lành rồi kìa. Anh xin lỗi. Anh về rồi. Đâu không, anh bình thường. Dạ. Tại vì hồi nãy có khách hàng nên cũng đợi hồi lâu, xin lỗi anh nhé. Rồi, không sao cả, không sao cả. Dạ. Ngồi chờ cũng hơi lâu một xíu nên ngủ quên xíu. Thì lúc mà Vi vào thì hơi có chút giật mình. Không biết là giờ giấc làm việc ở đây của em như nào? Thường thường á, là bạn em chia theo ca. Ví dụ như là 7:30 là bọn em phải có mặt ở đây dọn vệ sinh rồi bắt đầu làm việc. Bọn em chỉ được đi ăn khoảng tầm 30 phút thôi. Ồ, cũng vất vả nhỉ. Đúng rồi. Và không có ngày nghỉ luôn ạ. Ồ thế á. Thứ bảy chủ nhật thì khách hàng mới đi mua sắm. Nếu mà chẳng may mà có người yêu thì thời gian đâu để dành cho bạn trai? Vì không có nghỉ nên mới lên chương trình này đó anh.
nói đùa cho vui thôi. Thực chất á, thì bên bộ phận quản lý vẫn có tạo điều kiện cho các bạn những cái dịp lễ bận hay là sinh nhật thì các bạn cần có thể đăng ký lịch bận. Thì mình cũng không hiểu là Vi không có ngày nghỉ để đi chơi với bạn bè hoặc là chơi với bạn trai thì Vi sẽ như thế nào? Theo mình, khoảng thời gian mà yêu nhau á, không nhất thiết phải luôn luôn gặp nhau. Mình cần nhất là sự chia sẻ, những dịp cuối tuần đi ăn uống với nhau hay gì vậy thôi. Anh tự hỏi là không biết có phải là đây cũng là một trong những lý do dẫn đến sự chia tay của em với cả người yêu của em. Trước đó người yêu của em cũng có kêu em muốn thay đổi công việc cho em nhưng mà em không muốn như vậy, thì cũng có xảy ra một vài xích mích thì người yêu của em cho là em không nghe lời và quá ngăn bướng. Cũng xảy ra cũng nhiều chuyện hết nữa cho nên là bọn em quyết định dừng lại tại vì nó không còn tiếng nói chung nữa và cái con đường đi nó mỗi người khác nhau. Nhưng anh thấy cái công việc ở đây nó cũng ổn định đấy chứ. Nhưng mà đối với người yêu của em á là cứ vô công ty làm hết giờ về gọi là sự ổn định. Em có thử thuyết phục anh ấy không? Thực chất thì nói về mối quan hệ này thì em cũng có một phần sai là thay vì mình phải có một cái gì đó mình thuyết phục thì em không như vậy, em cứ kêu ý em là ý em. Đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là mình cần nên chỉnh lại và suy nghĩ thật kỹ, tập lắng nghe. Anh cũng hy vọng điều đó. Em cũng mong anh. Thực ra mỗi con người đều có những cái khuyết điểm riêng, không ai là hoàn hảo cả. Nên khi mà mình nhận ra được rằng cái điều đó là điều chưa tốt để mình có thể khắc phục nó thì đó là điều đáng mừng và đáng hoan nghênh. Thành Vy đã ghi được một điểm cộng trong mắt Mạnh Hùng rồi đấy. Tiện đà này, bạn hãy tấn công anh chàng này mạnh mẽ hơn đi nào Vy ơi. Mình tham gia sâu anh nhé. Ok, được rồi. Khi mà đi dạo quanh cái cửa hàng ấy thì mình nghe Vy chia sẻ hướng dẫn về công nghệ thì mình thấy khá là thú vị. Mình đánh giá cao về khả năng ham học của Vy. Đã đến giờ cơm tối, Thành Vy quyết định đưa Mạnh Hùng đến thưởng thức món mì Quảng mà cô rất thích. Sự xuất hiện của họ đã thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nhiều món lắm, mì Quảng gà, anh ăn được gì nhỉ? Anh ăn cái gì cũng được. Tại em gọi mì Quảng gà cho anh nhé. Ok. Chị ơi, đây là món gỏi đặc biệt đúng không? Thêm gỏi nữa nè. Wow, nhìn ngon nhỉ. Ngon lắm anh. Mình dùng bữa đi em ha. Ok. Mình rất là vui và cảm ơn Vy vì đã dẫn mình đi ăn mì Quảng rất là ngon. Mình thích nhất ở anh Hùng đó là sự nhẹ nhàng, biết lắng nghe và tâm lý một tí. Anh Hùng thường tiếp người trầm tính. Trong một câu chuyện thì mình có vẻ là người nói nhiều hơn, cho nên cảm giác ảnh hơi thụ động một tí. Mình cảm thấy Vy là một người khá là hoạt bát và rất là năng động, ham học hỏi, một người phụ nữ của gia đình. Lại một lần nữa, Mạnh Hùng phải đưa ra quyết định. Kim Anh và Thanh Vy, hai cô gái với hai tính cách, hoàn cảnh và tâm hồn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều đem đến cho anh những khoảnh khắc đáng nhớ. Đây sẽ là thời điểm mà Mạnh Hùng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để có thể cảm nhận được trái tim anh thật sự muốn gì. Cuối cùng, ai sẽ là người có thể khiến trái tim Mạnh Hùng phải loạn nhịp trước ngưỡng cửa yêu thương? Xin chào hai em, cảm ơn cả hai vì buổi hẹn hò vừa rồi. Trước khi mà đưa ra lựa chọn cuối cùng thì anh cũng có một vài lời muốn chia sẻ. Đầu tiên về Kim Anh, anh không nghĩ là em sẽ hẹn hò anh ở chỗ quán bar đó. Mới đầu thì anh hơi bất ngờ, nhưng sau khi mà vào đó anh nhìn thấy em thì đúng là chất của một người nghệ sĩ. Cái việc mà em có biến cố trong chuyện tình cảm, rồi em có một bé gái tạo nên một con người như Kim Anh ngày hôm nay, thì anh nghĩ em đã trưởng thành, đã mạnh mẽ. Và anh hy vọng rằng sau này em sẽ vững bước, giữ cho mình cái lửa đam mê và niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn em. Còn khi anh đến chỗ làm của em ấy, anh thấy khá là thú vị. Anh cũng cảm nhận em một cô gái có chiều sâu, khả năng ăn nói rất là lưu loát. Thực sự là anh cũng đang khá là phân vân. Và lựa chọn của trái tim anh là... Cuối cùng, người mà Mạnh Hùng lựa chọn sẽ là ai? Một bà mẹ đơn thân Kim Anh cá tính, mạnh mẽ và có một công việc tương đối nhạy cảm là DJ. Sở hữu 5 hình xăm trên người, từng trải qua 4 mối tình với những vết thương đã hằn sâu trong quá khứ đã đem lại cho Mạnh Hùng rất nhiều cảm xúc khác biệt, nhưng lại một mình nuôi con nhỏ khiến cho anh phải bàng hoàng.
con em được 4 tuổi rồi đó. Ôi, tại sao có con sớm thế? Hay cô nàng chuyên viên chăm sóc khách hàng, Thanh Vy, nhẹ nhàng, thông minh, khéo ăn nói. Từng trải qua một mối tình 7 năm và tan vỡ trong đau đớn, nhưng quỹ thời gian lại quá hạn hẹp, khiến cho anh e ngại nếu phải hẹn hò với cô nàng này. Mình cũng không hiểu là Vy không có ngày nghỉ để đi chơi với bạn bè hoặc phải chơi với bạn trai thì Vy sẽ như thế nào. Kết quả sẽ có ngay sau đây. Lựa chọn của trái tim anh là Kim Anh. Ngay từ lúc đầu thì em đã cảm nhận được là em với anh Hùng chỉ giống như là anh em trai thôi. Em hy vọng hai người sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn và đến một bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn. Và người phải ra về chính là Thanh Vy. Dù cho hai người họ đã có những thời khắc nhẹ nhàng, thoải mái bên nhau, nhưng thật tiếc khi thứ tình cảm mà hai bên cảm nhận được lại không phải là tình cảm nam nữ. Là một cô gái thông minh, chắc chắn Thanh Vy sẽ hiểu cho quyết định của Mạnh Hùng phải không? Cảm giác của mình hoàn toàn thoải mái. Sau buổi hẹn này thì mình nghĩ là mình nên tập cách lắng nghe nhiều hơn. Đúng như lời Vy đã chia sẻ, mình coi Vy cũng như là một người em gái. Mình nghĩ Vy sẽ thể hiện một khuôn mặt đúng như tính cách thông minh và hoạt bát, nhanh nhẹn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với khuôn mặt thật của Thanh Vy. Ồ, một khuôn mặt rất thanh tú, với nụ cười rất rạng rỡ. Và khi Thanh Vy xuất hiện trước mặt Mạnh Hùng với một vẻ bề ngoài không thể chân thật hơn như thế này, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Chào Vy, em đẹp hơn tưởng tượng của anh. Em có một nụ cười rất là đẹp, đặc biệt là kiêu răng khểnh. Em luôn tôn trọng quyết định của anh, hy vọng ở tương lai gần khi có dịp anh em ta cùng gặp lại. Ok, cảm ơn em. Nếu mà hẹn hò với gương mặt thật này thì mình nghĩ anh ấy sẽ thay đổi quyết định. Mình cũng xin gửi lời nhắn đến người chơi cuối cùng là mọi quá khứ nó cũng chỉ là quá khứ thôi, hãy vui ở hiện tại và cố gắng ở tương lai. Đây sẽ là lúc trả lời cho câu hỏi dưới lớp mặt nạ xấu xí kia thì cô nàng DJ Kim Anh cá tính của chúng ta sở hữu một khuôn mặt như thế nào? Wow, quá xinh đẹp và phá cách y như tính cách mạnh mẽ mà cô sở hữu. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Liệu sẽ có mấy anh chàng đủ sức gạt bỏ được sức hấp dẫn từ một thân hình sexy và nụ cười đẹp như thế này? Và đây là nam chính của chúng ta. Rất đẹp trai và vô cùng nam tính. Một khuôn mặt đủ để đánh gục bất kỳ cô gái nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và họ sẽ cùng đối diện với gương mặt thật của nhau ngay bây giờ. Anh không nghĩ là em lại cười đẹp như thế. Thực sự cảm giác hơi bối rối. Em cũng không hình dung ra là anh đẹp trai như thế. Em không chê anh già là anh vui rồi. Sau tất cả, Mạnh Hùng đã từ bỏ một cô sinh viên ngây thơ, đáng yêu và một chuyên viên chăm sóc khách hàng thông minh, lành lợi để đến với nữ DJ cá tính và cũng là một bà mẹ đơn thân đã trải qua đủ những sóng gió của cuộc đời. Liệu anh có đủ cảm thông và thấu hiểu để cùng nắm tay cô bước qua những khó khăn chờ đợi ở phía trước? Và với Kim Anh, sự ngập ngừng của Mạnh Hùng cùng với nghề nghiệp của anh đã khiến cho cô cảm thấy lo lắng khi không có gì đảm bảo rằng anh thật sự sẽ là người yêu thương và che chở cho mẹ con cô đến suốt cuộc đời.
liệu Kim Anh có thật sự tin tưởng và trao cả cuộc đời cho người mà cô đang nắm chặt tay? Khung cảnh lãng mạn với ánh nến lung linh đã sẵn sàng. Liệu hai người họ có đến bên nhau để cùng nhau uống ly rượu mừng hạnh phúc? Không thể tin được, Mạnh Hùng và Kim Anh đang thật sự nắm tay nhau cùng bước đến. Ánh mắt và nụ cười rạng rỡ trên môi như một minh chứng rõ ràng nhất cho niềm vui mà họ đang có. Champagne đã mở, hạnh phúc đã dâng đầy với một cái kết không thể đẹp hơn. Thần hạnh phúc cuối cùng cũng đã đưa hai người họ đến bên nhau và cho họ cơ hội sánh vai nhau, dìu dắt nhau, là chỗ dựa vững chắc cho nhau trên đường đời gập ghềnh phía trước. Bạn có tin vào tình yêu đích thực không mang đến ngoại hình? Đón xem lựa chọn của trái tim 20 giờ. Cái giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn nhất là khi mình bỏ sự nghiệp, rời khỏi Sài Gòn và về Hà Nội giúp bố mẹ vừa phá sản. Bởi vì ba và mẹ đều nghĩ là mình đi hát kiếm tiền rất là tốt.